trai chị. Trời ơi, tại vì em đẹp rồi cho nên bạn của em phải đẹp. Trời ơi. Dạ, nhược điểm nữa của em là sợ ma. Hả? Đối thủ này là nặng ký với Cát Tường lắm nè. Chào em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường. Ừ. Em tên là Trang. Trang, năm nay Trang bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. Trang hiện giờ đang làm gì? Em hiện nay là sinh viên mới tốt nghiệp. À, dạ. Bên kia như thế nào? Rồi, để tôi mời chàng trai chúng ta ra. Xin mời. Chào. Mời bạn ngồi. Bạn giống lai Ấn Độ hay Hà Lan gì hả? Dạ, nhiều người nói em vậy. Nhiều người nói vậy hả? Bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nguyễn gì? Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nghĩa Hiệp. À, cái tên này ấn tượng rồi nha. Có bao giờ bạn làm việc Nghĩa Hiệp chưa? Dạ, cũng thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Bạn làm ngành nghề gì? Dạ, em hiện công tác ở đội cảnh sát trật tự cơ động công an quận 10. Cảnh sát cơ động này chắc gặp các cô gái, chắc các cô gái chạy lạc đường luôn á. Đẹp trai, rất là đẹp trai ha. Mà cho chị hỏi nè, em làm cảnh sát cơ động em có đi bắt cướp không? Dạ, cũng nếu phát hiện cướp thì bắt. Gì? Phát hiện gì? Phát hiện gì? Cướp. Cướp hả? Cướp đâu ra? Cướp. À, cướp. Tưởng đâu phát hiện cướp. Chị thấy em rất là năng động và rất là tự tin. Em nói em ế là chị không thể nào chị tin được. Dạ, cái này thì chắc là cũng do xuất phát từ tính cách của bản thân. Em rất là tự lập, cho nên là khi mà quăng em vào một cái môi trường nào em cũng có thể sống được. Cho nên khi mà em tiếp xúc với một số bạn nam bằng tuổi hoặc một số bạn nhỏ hơn tuổi, và thậm chí có một số bạn lớn hơn tuổi đi chăng nữa, thì em thấy là các bạn đó không có chín chắn và trưởng thành bằng em. Tôi thấy bạn bên kia hơi cứng cỏi đấy. Còn bạn thế nào, đẹp trai này rồi giỏi nữa, làm cảnh sát cơ động là rất là giỏi phải không? Nhưng tại sao vẫn ế? Dạ, cái đó là do tính chất công việc của em. Dạ, công việc của em thì thời gian nó không ổn định, nên thường thì không có thời gian tiếp xúc nhiều với các bạn nữ. Bạn có cái mẫu người lý tưởng về bạn gái không? Dạ, mẫu người của em thì em thích bạn nữ hơi cá tính một tí. Cá tính là bên này quá cá tính luôn rồi đó. Năng động. Năng động, dễ thương, đừng có ăn chơi rồi đòi hỏi nhiều quá. Em có ăn chơi gì không em? Dạ không, em là gái ngoan chị. Nhưng phải ăn chứ. Dạ thì có ăn nhiều nữa chị. Chị nhìn là chị biết ăn nhiều rồi, em đâu có cần phải quảng cáo gì đâu. Chị, hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ thì hình mẫu lý tưởng của em thì cũng đơn giản thôi chị. Đơn giản. Thứ nhất là phải cao hơn em. Rồi, cao cỡ nhiêu được em? Chắc là phải trên 1m70, tại vì hiện nay em là cao 1m68 rồi. Yên tâm, bên đây cao hơn. Rồi, còn gì nữa không em? Dạ chắc là phải đẹp trai chị. Trời ơi. Tại vì em đẹp rồi cho nên bạn của em phải đẹp. Trời ơi. Tự tin và rất năng động đúng không các bạn? Nghe hấp dẫn vô cùng luôn, tôi thích cái tính của bạn. Bây giờ em chị không có muốn hỏi những cái chuẩn lý tưởng của em nữa. Bây giờ chị hỏi thẳng một câu, em ghét nhất cái gì ở bạn trai của em? Dạ, em chỉ có hai thứ ghét thôi. Rồi. Thứ nhất là bạn đó không được hút thuốc. Tại vì em không ngửi được mùi khói thuốc lá. Có hút không? Dạ không. Được, rồi cái thứ hai. Dạ, thứ hai nữa là bạn đó không có được rung đùi. Có rung đùi không? Bây giờ có rung à? Dạ, thỉnh thoảng. Hả? Thỉnh thoảng hả? Có thỉnh thoảng rung đùi. Tôi hay rung lắm à. Mà lý do tại sao tôi hỏi tại sao bạn lại không thích rung đùi là sao? Có ảnh hưởng gì tới yêu nhau đâu? Dạ, tại vì khi mà em ngồi em không bao giờ em rung đùi hết trơn á. Bạn không rung mất mới gì, bạn cấm tao rung. Thì khi mà em ngồi cạnh người ta thì người ta hay rung đùi, và cái điều đó làm cho em cảm thấy bị chóng mặt. Chóng mặt và cảm ra chị hỏi cho vui thôi, chứ chị cũng rất ghét những cái người ngồi hay rung đùi. Nhưng mà chị thì không phải là chóng mặt, mà chị thì chị mê tín dị đoan. Tại vì ta nói những người mà rung đùi là ngồi giữ tiền không có được, cứ rung hoài tiền nó ra hết trơn à. Nên chị không có thích. Ngắn gọn, chị rất là đồng quan điểm với em cái chuyện là không rung đùi. Bây giờ tôi hỏi bạn Nam, cái nhược điểm lớn nhất của bạn là gì? Dạ, nhược điểm lớn nhất của em là mau nước mắt. Cái này lạ nha. Làm cảnh sát cơ động mà mau nước mắt là sao? Mạnh mẽ là do tính chất công việc thôi. Còn thực tế thì em sống rất là tình cảm. Hấp dẫn quá, tò mò quá. Em ơi, chị rất là tò mò. Chị muốn diện kiến dung nhan của em. Nhưng mà trước khi mà chị nhìn em thì chị muốn hỏi em, thường thì em khóc khi nào? Nếu mà không phải gặp cướp khóc thì em khóc có lúc nào? Dạ, thường thì em khóc nhiều nhất là khi xem phim. Phim gì mà khóc? Phim gì? Dạ, phim tình cảm Hàn Quốc. Trời ơi.
cho Tường qua, Tường nhìn mặt đi rồi Tường nói tiếp. Bây giờ cảm xúc dâng trào quá rồi, không thể nào mà kìm nén nổi nữa trơn á. Xem phim Việt Nam á. Ôi hip hop quá trời, mặc áo phải rách rách mới chịu nha. Em bữa nào chị đóng cái phim nào mà nó mít ướt ướt át xíu chị điện thoại cho em coi em khóc ủng hộ nha. Nha cưng, nhớ nha. Rất là dễ thương em. Nhưng mà chết rồi, lo hỏi ba cái chuyện khóc lóc quên coi cái chiều cao rồi. Chị sợ chắc không có cao giống cái chuẩn em cao. Muốn quá em ơi. Cao. Chị quên, chị xin lỗi em, chị quên coi cái đó là chị nôn nao cái chuyện khác. Nhưng mà được, đẹp trai. Anh sẽ qua xem mặt giùm em ha. Nhưng mà cái mẫu người bạn gái em tưởng tượng mình đó như thế nào? Dạ thì em thích bạn gái cũng hơi tròn tròn, dễ thương. Có nặng ký không? Giống ca sĩ Miu Lê rồi được. Tròn tròn giống Miu Lê hả? Tròn Miu Lê. Tròn do. À, rất có duyên. Người ta nói có đồng tiền đẹp nữa. Mà giỡn hoài anh. Đẹp. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. 2 phút. Đem đâu kéo lên. Trong người sao mà nó hừng hực vậy đó không biết. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào bạn. Mình rất vui khi được biết bạn. Có lẽ thì nãy giờ nghe bạn nói bên kia thì mình cũng cố tưởng tượng trong đầu là mình sẽ gặp người như thế nào. Nhưng mà khi kéo rèm lên thì thật sự là thấy bạn dễ thương và có tài. Nếu mà quen một người bạn trai mà mau rơi nước mắt thì như vậy bạn có thích không? Thật ra thì mình cũng hiểu được, bởi vì mình xem phim mình cũng rất là hay khóc. Bạn có thích đi du lịch không? Thật ra thì trước khi mà thi vào trường cảnh sát thì mình thích làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng bây giờ không có đi được, bây giờ phải đi trực. Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận một cách sâu sắc nhất và đưa ra quyết định của mình. 1 2 và 3. Tại sao em lại không đồng ý? Chứ chị là chị thấy cái anh chàng này là chị mê lắm. Nếu là chị thì chị đồng ý liền, chị chọn ngay. Em như lúc đầu em nói là em cần một người bạn trai em có thể dựa vào. Ví dụ như khi mà em hét lên vì sợ ma thì em có thể có một bờ vai để em dựa vào, chứ không phải là người đó cũng chạy cùng với em. Thấy chưa, bạn trai thấy sao? Khi bạn nhấn nút đồng ý như bạn nữ nói vậy thì cảm nghĩ của bạn như thế nào? Dạ em nghĩ cũng bình thường thôi. Nếu mà cái nhược điểm của mình mà trúng cái người ta không thích thì chịu chứ biết sao vậy. Nếu mà em quen một cô gái mà nếu mà đi có gặp ma hay là gì nọ thì em cũng sẽ cố gắng để động viên và bảo vệ. Bạn gái rất là dở. Tôi nói bạn nghe, cho dù bạn trai sợ ma đi nữa mà yên tâm đi bạn trai, bởi vì không sao, bạn trai này đẹp trai. Nhưng mà dù sao thì cũng chúc mừng hai bạn. Và bây giờ thì mời các bạn sẽ đến với vòng quay may mắn để có thể nhận được những phần quà từ Toshiba. Em là một người hơi bị liều mạng. Hơn mức tình bạn nhưng chưa phải tình yêu. Bên đó có mũi cao không? Mai đi nâng. Mong ước mà gái đó có đôi mắt ướt. Em chào em. Em tên là gì? Em tên là Lê Thị Thì. Gì? Lê Thị Thì. Lê Thị Thì. Thì. Y ngắn vậy. Cái này mà hồi xưa mới vô trường mà học tiếng nói sân khấu đó là dễ lẹo lưỡi lắm đó nha. Thì hay là thì? Thì. Thì vậy là thì. Đó hả? Đúng rồi anh. Vậy thì anh. Vậy thì đó, bây giờ mới tuổi vậy thì thôi. Dạ. Hiện giờ là em đang làm gì? Em đang là sinh viên năm tư. Thì sinh viên năm tư, trường gì em? Trường Đại học Công nghiệp. Trường Đại học, Đại học Công nghiệp. Rồi, đó là thì. Còn bên đây là gì? Bên đây chắc là. Là. Xin mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Sao bạn đem theo sách gì vậy? Em sẽ dành tặng cho bạn nữ. À. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phi Bằng. Bằng? Dạ. Bên kia thì, bên đây là Bằng. Thì Bằng. Bằng bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 tuổi. 24, đang làm nghề gì? Dạ, em học ở Đại học Lạc Hồng, chuyên ngành là Đông Phương Tiếng Nhật. Học tiếng Nhật? Dạ. Có lẽ rằng bạn là một người ta hay gọi là mọt sách, đúng không? Nói thật là em cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết đầu tay.
Tựa đề là gì? Tựa đề đó là hoa tulip màu trắng, muốn nói về sự việc tha của con người. Hiện tại thì ngoài công việc học ra thì em hay làm gì? Em giới thiệu về bản thân mình. Tính cách của em, em nghĩ mình là một người năng động hay là như thế nào? Em là một người hơi bị liều mạng. Liều mạng? Liều mạng là sao em? Liều với mạng sống mình đó chị. Ví dụ cụ thể một ví trường hợp. Ví dụ như một trường hợp hồi nhỏ, em từng làm rớt một cái điện thoại xuống giếng. Và nhảy xuống giếng? Không, em nhờ người khác nhảy xuống máy lên. Vậy đâu có gì đâu, liều mạng đó là mạng của người ta. Em liều chứ em có liều mạng em đâu. Thì em nói em liều mạng là liều mạng của người khác đó chị. Trời đất ơi. Nguy hiểm quá. Tức là có thể liều mạng của người khác để bảo vệ quyền lợi cho mình. Bạn Nam thấy sao? Dạ em thấy điều đó cũng tốt ạ. Cũng sao tốt? Tốt là tốt làm sao? Trời ơi khó hiểu quá. Vậy bây giờ nếu mà bên đây mà kêu em nhảy xuống giếng để lượm cuốn sách lên em có nhảy xuống không? Em giờ sẵn sàng ạ. Trời đất ơi. Ngoài cái liều mạng ra thì giờ cái sở thích của em là cái gì? Em thích đi dạo. Đi dạo? Chạy xe máy vòng quanh thành phố chị. Vậy từ trước giờ em chạy với ai? Em đi một mình. Em chưa có bạn trai hả? Dạ mối tình thì có nhiều nhưng mà chỉ là thích thích sơ sơ rồi tan biến mất. Tình sơ sơ hả? Mình đâu có tình sơ sơ rồi, mình đây có tình sơ sơ không? Dạ tình lưng chừng ạ. Lưng chừng là sao? Dạ tức là hơn mức tình bạn nhưng chưa phải tình yêu ạ. Nay tôi có hai cái từ lạ như tình sơ sơ và tình lưng chừng. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là gì? Em đặt ra tiêu chuẩn gì cho mình về vóc dáng, về tính tình? Chiều cao thì em thích người cao hơn em. Cao hơn em? Chỉ cần cao hơn em là được rồi. Và em còn thích bạn trai mũi cao nữa. Mũi cao? Bên đó có mũi cao không? Mai đi nâng. Em ghét nhất cái gì ở đàn ông? Người bạn trai của mình. Đá lông nhèo với đứa khác. Hả? Đó giờ có đá dài chưa? Dạ chưa ạ. Chưa đá dài hả? Vậy thì được. Vậy còn bạn trai bên kia, bạn trai thích mẫu người bạn gái của mình sẽ là người như thế nào? Em cũng có một cái mong ước là nếu bạn gái đó có đôi mắt ướt. Là sao? Nhỏ thuốc nhỏ mắt vô hả? Dạ thường người ta nói là đôi mắt không thể đẹp nếu như chúng ta không bao giờ khóc. Nhưng mà mắt ướt là buồn lắm bạn. Dạ không, mắt ướt ở đây là người đó có tính cam chịu và biết giữ nước mắt trong lòng. Trời đất ơi, giữ nước mắt trong lòng làm sao mà nó thể hiện ra ngoài? Em thích cặp mắt ướt mà em thích giữ trong lòng là sao? Anh thích người con gái biết chịu đựng ạ. Thôi, coi chịu đựng bạn đúng không? Chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi hai bên có cảm thông với nhau, chịu đựng với nhau hay không. Rồi, sẵn sàng. Trước khi tôi qua bên kia, tôi nhìn mặt bạn gái bên kia, tôi hỏi bạn là bạn không thích gì ở người bạn gái? Dạ, không thích là câu giờ. Câu giờ? Câu giờ là sao? Dạ, tức là giờ dây thun á. À, không thích giờ dây thun. Không đúng hẹn. Gia đình em cũng khá là gia giáo cho nên là việc đúng giờ nó ăn vào máu ạ. Không được dây thun nè. Rồi dáng người cao thấp hay sao? Ngoại hình đó. Nếu mà cao bằng em hoặc thấp em một chút là cũng được. Em cao mét mấy? Dạ 1m69 ạ. Bên đây cao 1m96 được không? Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu xem bạn bên đây có cao bằng bạn không nha. 1m69 nha. Chào bạn. Chào anh. Cao. Rất là cao. Dưới 1m96. Bạn bên kia cũng dễ thương, cũng cao giống như bạn vậy. Tao thấy nó có một cái sự gì nó hơi căng ở đây nè. Lạ quá. Chào em. Chào chị ạ. Sao tự nhiên ngồi rồi tự nắm tay mình vậy? Dạ. Rung quá hả? Thói quen hả? Thói quen hả? Dạ. Rất là dễ thương, rất là mặn mòi. Nhưng mà khó nói quá, nói chung là tình hình nó vẫn rất là căng. Chị coi rồi mà chị không có trả lời, không có nói được gì với em đâu. Nói chung là để em tự quyết định đi, chứ bây giờ chị là hơi bối rối trong người rồi. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên để hai bạn gặp nhau trong vòng 2 phút. Màn kéo. Hai phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện thì mình có một cuốn sách cũng tặng cho bạn. Coi sách về nhà coi, bây giờ người ta nói chuyện với nhau thì mời coi sách cái gì. Nói gì thì hai bạn. Anh yêu trẻ con. Có. Anh hỏi là đi. Bạn có thích người con trai mà lãng mạn quá không? Cũng có. Liệu là cái tính nhạy cảm của mình thì bạn có cảm thông được không? Vô tư. Mình dễ cảm thông với người khác lắm.
Nhìn thẳng mặt đi, đâu mà nhìn trên trời không vậy? Nói chuyện tình yêu đi. Như thế nào? Mình thì có sống nội tâm nhiều. Bạn có cảm thông được không? Nữa cứ hỏi cảm thông được không hoài vậy trời ơi là trời. Sao em? Cảm thông được không? Được. Được. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời các bạn để tay sau nút bấm. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định thật chính xác. Chúng ta có muốn hẹn hò với nhau hay không? 1 2 3 Hết giờ. Ủa sao lại vậy bạn? Hồi nãy giờ tôi nghe bạn hỏi có cảm thông hay không, cảm thông hay không. Và bao nhiêu lần bạn hỏi thì bạn nữ đều trả lời là cảm thông. Mà tại sao bạn vẫn không nhấn nút chọn bạn nữ? Dạ bình thường thì em thích mọi thứ nó cứ lưng chừng như thế, mình dễ điếu kéo hơn. Lưng chừng? Lưng chừng. Bởi vì bạn luôn luôn có những tình yêu lưng chừng. Còn à, còn em, tại sao em lại chọn bạn trai kế bên? Em nghĩ là nó có thể thay đổi cái sơ sơ của em. Trời ơi, cảm giác lạ lùng quá. Nói chung hai bạn hôm nay có nhiều điều rất là lạ. Tôi đã nói rồi, tôi dự báo trước rồi. Cái ca này căng đây, tôi nói tôi hồi hộp rồi. Tôi không ngờ kết quả là như thế này. Nhưng mà dù sao thì là chúc mừng hai bạn. Hai bạn cũng sẽ là những người bạn tốt của nhau. Và bây giờ mời hai bạn chuẩn bị đến với vòng quay may mắn để nhận được những phần quà từ Toshiba. Cảm ơn và chúc mừng hai bạn. Sao phải đẹp?